Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang tuần mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết tuần mới của 12 con giáp từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý bạn đang được bách việt đào hoa trợ mệnh nhưng chưa chắc đã tìm được đoạn tình cảm như ý nhé. Các tinh này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý có thêm nhiều cái mối quan hệ với người khác phái. Xong, bạn mệnh tuổi Tý có nhiều yêu cầu đối với đối phương nên khó lòng thành đôi, thành cặp nữa. Cái vận trình tài lộc của bạn tuổi Tý trong tuần mới này khá chi là lý tưởng. Từ giữa tuần trở đi, bạn tuổi Tý đang có được thần tài sẽ dẫn đường trị lối cho bạn kiếm được cái cơ hội kiếm tiền cho mình. Và trong cái vận trình tuần mới này đối với bạn tuổi Tý, bạn đang có được chính tài và thiên tài cùng xuất hiện. Cái điều này cho thấy dù là người làm công ăn lương hay là người thiêu nghiệp kinh doanh buôn bán đều có được nguồn thu đáng kể về cho mình. Đầu tuần này, cái quân đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Tý có những bước tiến khá chi là rõ rệt. Thiên ấn xuất hiện nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tý hãy phát huy hết khả năng, hết năng lực sáng tạo của mình trong công việc đó là nền tảng để giúp cho bạn tuổi Tý có thể vươn cao, vươn xa hơn trong tương lai, thành công sẽ tới với bạn sớm nhé. Tuy nhiên bắt đầu từ giữa tuần với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp có thiên quan xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn tuổi tí đang có điểm báo, có kẻ tiểu nhân đang rình rập, chỉ chờ cho bạn sơ hở hoặc là mắc phải sai lầm là sẽ ngay lập tức chiên chân vào phá hoại bạn. Với bạn mệnh tuổi tí, cần phải thận trọng trong từng cái hành động của mình nếu không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn nữa bạn tuổi tí nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong tuần này đang đón nhiều tin vui trong cái chuyện tình cảm. Người ấy dành sự bất ngờ khá lớn cho bạn tuổi Sửu, khiến cho bạn tuổi Sửu không thể nào từ chối lời đề nghị tiến tới của đối phương được nữa nhé. Và bạn mệnh tuổi Sửu trong tuần mới này tận hưởng được những cái giây phút vô cùng là ngọt ngào, vui vẻ bên người mình thầm yêu nữa. Đầu tuần là cái thời điểm mà tài khí cực kỳ là vượng đối với bạn tuổi Sửu. Thiên tài xuất hiện, cái điều này cho thấy tiền bạc sẽ đến rất chi là nhanh với bạn tuổi Sửu. Nếu như bạn không chớp lấy cái cơ hội này thì sẽ bỏ lỡ mất cái thời cơ phát tài phát lộc một cách đáng tiếc nữa bạn tuổi Sửu nhé tuy nhiên tài lộc của bạn mệnh tuổi sửu trong cái thời điểm này chủ yếu là nhờ may mắn và chỉ kéo dài được một khoảng thời gian ngắn với bạn mà thôi từ giữa tuần tuần với bạn tuổi sửu bạn lại đa gặp thiên cẩu xuất hiện sẽ ngăn cản cái chuyện kiếm tiền của bạn và khiến cho mọi sự với bạn trở nên khó khăn hơn chẳng những thế với bạn tuổi sửu còn có thể vướng phải những cái chuyện rắc rối không đâu khiến cho tiền bạc bị hao hụt khó hiểu nữa và bạn mệnh tuổi Sửu cần phải hết sức thận trọng trong những cái quyết định sử dụng tiền bạc của mình trong tuần. Quân đường công danh, sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này cũng không được thuận lợi cho lắm, bởi đầu tuần với bạn đang gặp thương quan án ngữ, thái độ làm việc của bạn đang thiếu tập trung, cái điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Sửu đang bị cấp trên cảm thấy khó chịu đó nhé cũng may là trong cái vận trình tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu, bản mệnh cũng nhận ra sai lầm của mình và dồn hết sức để sửa đổi những sai lầm mà mình mắc phải nữa nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần, từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là cái vận trình tình duyên của bạn tuổi dần đang có điểm báo, có cái sự ảm đạm, kiếm sắc và bạn tuổi dần có thể đang bối rối, hoang mang, chưa biết phải quyết định ra làm sao trong cái chuyện tình cảm của mình. Mặc dù bạn mệnh tuổi dần có cảm tình đối với đối phương nhưng tình cảm đó chưa đủ lớn để gọi là tình yêu. Bù lại cái vận trình cho bạn tuổi dần trong tuần mới này là công danh sự nghiệp của bạn lại có phần tiến triển khá chi là ổn thỏa. Chỉ cần bạn thực hiện theo đúng như kế hoạch của mình đã đề ra từ trước đó là được. Với bạn tuổi dần đang có được nhiều cát tinh trợ lực, chính ấn xuất hiện cho thấy những nỗ lực của bạn mệnh tuổi dần trong thời gian qua đã mang lại cho bạn có được thành quả to lớn để thăng tín trong cái thời gian tới nữa rồi. Bên cạnh đó, thiên đức xuất hiện là các tinh trợ mệnh giúp cho bạn tuổi dần cảm thấy tự tin hơn với những cái việc mình đang làm. Và bạn tuổi dần, bạn không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian vô ích bởi đủ năng lực để giải quyết được cái công việc một cách nhanh ngọn nữa nhé. Nhờ thế mà bạn mệnh tuổi dần tạo được ấn tượng tốt với cấp trên và có thể được giao cho những cái trọng trách quan trọng nữa. Quan về cái phương diện tài lộc của bạn tuổi dần trong tuần mới này, bạn lại đang gặp kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy đầu tuần với bạn tuổi dần dễ mất tiền hao của thu nhập trong tuần không nhiều dù công việc của bạn có khá. Có lẽ với bạn tuổi dần phải nhờ tới cuối tuần thì tài lộc của bạn mới bắt đầu được khởi vượng, túi tiền của bạn mệnh cũng sẽ rụng rỉnh hơn. Đối với người kinh doanh buôn bán sẽ có thể thu về được lợi nhuận chút ít nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang bị bách hộ là hung tinh chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mão cần phải thận trọng khi tham gia giao thông để tránh cái sự va chạm với người khác, tránh tai nạn xảy ra với mình Bên cạnh đó, bạn mệnh tuổi mão cũng nên giữ mồm giữ miệng, đừng có bốc đồng sốc nổi mà mang họa vào thân, thậm chí là dẫn đến xô sát, gây thương tật cho mình nữa. Cái vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi mão trong tuần mới này, hung cát đan xiên, công việc của bạn có những khó khăn, trở ngại nhất định. Nhưng với bạn tuổi mão trong tuần mới này cũng đang đạt được những bước tiến khá chi là lớn nhờ có sự hỗ trợ của ấn quan chiếu mệnh. Nhưng với bạn cũng đang bị kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ cho nên hết lần này tới lần khác ngáng trở, hãm hại bạn. Quan về con đường tình duyên của bạn tuổi Mão trong tuần mới này cũng không được suôn sẻ như ý. Cái mối quan hệ giữa bạn mệnh tuổi Mão và người ấy vấp phải sự phản đối từ phía gia đình, người thân, đòi hỏi bạn tuổi Mão phải vững vàng, kiên định với tình cảm của mình nữa. Có những thứ cần thời gian để chứng minh và tình cảm của hai người cũng vậy nữa bạn tuổi mão nhé. May mắn cho bạn tuổi mão trong tuần mới này là cái nguồn tài lộc của bạn lại khá chi là tốt. Tuy nhiên bạn mệnh tuổi mão đừng có quá sốt ruột, lo lắng khi gần hết tuần trôi qua mà chưa thấy bất kỳ cái dấu hiệu nào về tiền bạc. Ấy là bởi cuối tuần này với bạn đang có được thực thần mở lối cho bạn tài lộc về nhà khi cơ hội tốt đẹp đến thì bạn tuổi Mão hãy nhanh chóng nắm bắt lấy để có được cái nguồn tài lộc về tay mình xứng đáng nhé Từ vi tuần mới của bà tuổi Thìn từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020 Xuyên tử vi tuần mới này đối với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là từ bắt đầu tháng 11 với bà tử thìn sẽ có tin vui về chuyện tình cảm và bạn tử thìn bạn và người ấy cuối cùng đã thừa nhận tình cảm của mình với đối phương và quyết định tiến tới cái mối quan hệ chính thức nữa rồi. trong khi đó các cặp vợ chồng thì tình cảm cũng vô cùng là hài hòa và êm đẹp. cái quân đường tài lộc của bạn tử thìn trong tuần mới này cũng có được dấu hiệu chuyển biến tích cực đầu tuần là lúc để cho bạn tuổi thìn tăng tốc. Cả người làm công ăn lương và người kinh doanh buôn bán trong tuần mới này đều đốn cát khí vượng, nhất là vào cái thời điểm đầu tuần, thực thần sẽ mang lại cho bạn tuổi thìn có được cái nguồn thu nhập bất ngờ. Và bạn tuổi thìn, bạn chẳng phải lo lắng cái chuyện chi tiêu tiền nữa, tuy nhiên về cái vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi thìn lại có phần chững lại, chưa có bước thăng tín đáng kể có những lúc với bạn tuổi thìn muốn buông bỏ tất cả bởi mệt mỏi mà may là nhờ các tinh năng đỡ cho nên mới có thể bước tiếp được và bạn mệnh tuổi thìn nên nhớ rằng không có con đường đi đến thành công nào một cách dễ dàng vì thế bạn đừng có vội vàng bỏ cuộc nữa bạn tuổi thìn nhé công sức của bạn tuổi thìn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng vào cái khoảng cuối tuần với bạn. Nhờ thế mà, bạn thủ thìn, bạn không nên sốc nổi, bản mệnh sẽ dần khẳng định được năng lực của bản thân mình là xứng đáng. Mỗi lần vượt qua được khó khăn, thử thách thì với bạn thủ thìn sẽ rút ra được những bài học quý giá và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020, Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ bạn đang có cái điểm báo không tốt trong cái chuyện tình cảm, đang có những mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình trong tuần nhé. Bạn tuổi tỵ bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng vô cùng, có những chuyện nên nói thẳng nhưng bạn mệnh tuổi tỵ lại chọn cách im lặng. Cái điều này làm cho bầu không khí trở nên ngọt ngạt hơn rất chi là nhiều. Còn đối với những bạn đang còn độc thân thì có những vấn đề khúc mắc riêng tư khiến cho bạn tuổi tỵ không thể nào tín bức để bắt đầu một cái mối quan hệ mới. Bạn mệnh tuổi tỵ muốn có được tình yêu nhưng lại không dám dấn thân, cứ luôn sợ mình bị đối phương phụ bạc và tổn thương nữa. Còn về cái vận trình tài lộc của bạn tuổi tỵ trong tuần mới này có phần xa sút cái điều này khiến cho bạn tuổi tỵ cảm thấy đau đầu khi mà cả đại hao lẫn kiếp tài cùng ập tới với bạn. Bạn mệnh tuổi tỵ cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra những cái quyết định lớn liên quan tới tài chính, nếu không sẽ mất tiền hao của, thậm chí là còn có người rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần nữa. Còn về cái con đường công danh, sự nghiệp của bạn tuổi tỵ trong tuần mới này cũng không được thuận lợi cho lắm. Bạn đang gặp thương quan chiếu mệnh, cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi tỵ dễ sao nhãng, mất tập trung trong khi làm việc, thay vào đó là mãi mê theo đuổi những cái câu chuyện phím của đồng nghiệp. Phải tới cuối tuần thì với bạn tuổi tỵ mới dần lấy lại được phong độ cho chính mình nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi ngọ, từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020, Xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là đây là khoảng thời gian mà bà tuổi ngọ phải đưa ra những cái lựa chọn về chuyện tình cảm của mình. Nếu như bà tuổi ngọ không quyết đoán thì có thể nhân duyên sẽ đứt đoạn bất kỳ lúc nào với bạn. Cơ hội tốt không phải lúc nào cũng đến với bạn. Chính vì thế mà bạn mệnh tuổi ngọ cần phải biết nắm bắt lấy cái thời cơ. Cái vận trình tài lộc của bạn tử ngọ trong tuần mới này cũng không được ổn định cho lắm. Và bạn tử ngọ mới có tiền về tay nhưng ngay sau đó lại có thể mất tiền vì những cái phút chi tiêu ngậu hứng với mình. Bạn mệnh tuổi ngọ cần phải quản lý về tài chính tốt hơn tránh để cái việc này diễn ra liên tục làm cho ngân sách của bạn bị cạn kiệt nhanh chóng. Không những thế mà trong tuần mới này đối với bạn tử ngọ cũng đang gặp tiểu hao là hung tinh xuất hiện. Cái điều này cho thấy sẽ có những cái vấn đề bất ngờ nảy sinh với bạn, tiêu tốn của bạn một khoản tiền nhô nhỏ để giải quyết công việc. Nếu như bạn tuổi ngọ có kế hoạch tiết kiệm ngay từ đầu thì sẽ không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc nhé. Về cái phương diện công danh, sự nghiệp của bạn tuổi ngọ trong tuần mới này, đầu tuần là thời điểm chưa có nhiều khởi sắc với bạn, nhưng từ giữa tuần trở đi, vận trình của bạn sẽ tiến chuyển rất chi là tích cực hơn nhiều. Chính ấn xuất hiện nâng đỡ cho các vận trình của bạn, những sự cố gắng và nỗ lực của bạn tuổi ngọ sẽ được đền đáp xứng đáng và gặt hái được thành công không ít thành quả với mình nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi mùi, từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020, Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi đang có được báo hiệu sẽ đốn cát khí vây quanh tình cảm được thăng hoa như ý muốn. Và với bạn tuổi mùi có được người mình yêu thương không muốn chia xa dù chỉ một phút giây nữa. Bạn mệnh tuổi mùi đối với những bạn đang quản độc thân thì cũng có cơ hội để làm quen kết giao với nhiều đối tượng khác giới gia tăng thêm nhân duyên cho mình. Tuy nhiên, còn về cái con đường công danh, sự nghiệp của bạn tuổi mùi trong tuần mới này lại có phần không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm. Bạn đang gặp thương quan chiếu mệnh, cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi mùi nên biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để cho những việc cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích chung. Và với bạn tuổi mùi, bạn hãy làm việc với thái độ chuyên nghiệp cần thiết. Ngụ quỷ hung tinh nhập mệnh cái điều này cho thấy với bà tuổi Mùi trong tuần mới này cũng đang có điểm báo tiểu nhân vây quanh sẽ khiến cho nhiều sóng gió trong cái khoảng thời gian tới với bà tuổi Mùi nhé. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi Mùi lúc này là hãy thận trọng với những cái hành động của mình, tránh để cho những kẻ xấu bụng có ý đồ mà tìm cách phá hoại mình vài phương diện tài lộc của bạn tuổi mùi trong tuần mới này đầu tuần là thời điểm tốt để cho bạn tuổi mùi lấp đầy túi tiền của mình bạn mệnh có thể sẽ được thiên tài dẫn dắt dùng tài liệu của mình để kiếm được bội tiền nữa luôn nhé Cố điểm trong tuần mới này đối với bạn tuổi mùi từ giữa tuần trở đi tài vận của bạn có phần ảm đạm và bạn tuổi mùi trở nên manh động liều lĩnh đầu tư bất cứ cái lĩnh vực gì liên quan tới tài chính nhá. Từ vi tuần mới của bạn tuổi thân, từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là cách vận trình công danh, sự nghiệp của bạn tuổi thân trong tuần mới này đang có điểm báo, có sự bất ổn chỉ có đầu tuần là lúc cát khí vượng nhất cho bạn tuổi thân và bạn hãy nên nhanh chóng tận dụng cái cơ hội này bởi sau đó tỷ kim xuất hiện sẽ khiến cho bạn mạnh tuổi thân vì những cái suy nghĩ bảo thủ cố chấp quá mức mà gây ra họa cho mình. Về con đường tình duyên của bạn tuổi thân trong tuần mới này cũng không được thuận lợi cho lắm có nhiều vấn đề nảy sinh khiến cho bạn tuổi thân khó có thể có được hạnh phúc. Những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng không ngừng ngừng xảy ra, bản mệnh tuổi thân cần phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết. Tranh cãi gai gắt chỉ khiến cho tình cảm dạn nứt mà thôi. Thái âm cát tinh ở bên làm cho bạn tuổi thân cũng gặp được quý nhân là nữ mệnh ở trong tuần hỗ trợ cho cái vận trình của bạn có phần được tốt đẹp hơn. Và với bà tuổi thân, hãy nhớ rằng tình yêu cần đến từ hai phía. Tuy lời khuyên từ người ngoài là quý giá, nhưng nếu như bản thân của bạn không thay đổi thì khó có thể có được tình yêu như ý. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi thân trong tuần mới này lại khá chi là vượng từ giữa tuần trở đi, bản mệnh hãy dốc hết sức mình để nắm bắt lấy cái cơ hội để kiếm tiền trong tay. Thực thần nông đỡ, cái điều này làm cho chuyện kinh doanh buôn bán của bạn tuổi thân ngày càng tấn tới tài lộc về nhà ào ào. Nhờ thế mà, những cái nỗi lo lắng trước đó của bạn tuổi thân vơi bớt đi khá chi là nhiều nữa nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang có cái điểm báo gặp khó khăn trên cái con đường công danh, sự nghiệp của mình trong tuần và hầu như với bạn tuổi Dậu không có cơ hội để xoay chuyển vận mệnh thiên quan xuất hiện luôn kéo theo những cái chuyện thị phi rắc rối không ngừng dứt với bạn nhé dịch mã xuất hiện là động tinh cho thấy với bản mệnh tuổi dậu rất có thể sẽ phải thay đổi vì công việc bạn đừng có ngại thay đổi bởi có thể cái điều đó sẽ mang lại thêm cho bạn tuổi dậu cái tia hy vọng về cuộc sống mới cho mình bạn hãy dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống từ đó với bà tuổi dậu sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất chi là nhiều. Về cái phương diện tình cảm của bạn tử dậu trong tuần mới này, vận trình tình duyên của bản mệnh không có nhiều biến động. Bạn tử dậu có thể sẽ mắc sai lầm khi lựa chọn quá nhanh, khi mà tình yêu chưa kịp chín mồi đã bị đẩy nhanh tín đồ. Và với bà tử dậu, bạn cần phải suy nghĩ trước khi quyết định thay đổi cuộc đời mình nhé. Còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi dậu trong tuần mới này lại khá chi là thuận lợi trong cái việc kiếm tiền. Chính tài xuất hiện cho thấy bạn mệnh tuổi dậu có được cái nguồn thu nhập ổn định, vững vàng nhờ vào cái sự chăm chỉ, bít tích góp về tiền bạc nên không phải lo lắng quá nhiều. Bên cạnh đó, bạn tự dậu cũng có thể lên kế hoạch về đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nợ thêm cho mình trong tuần nữa bạn tự dậu nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với cái vận trình của bạn tuổi Tuất rất có thể sẽ có những tin vui về cái đường tình duyên đến với mình. Các cặp đôi tình yêu ngày càng được thăng hoa, rực rỡ. Còn đối với những bạn đang quản độc thân thì đừng có chần chừ gì nữa bởi đây chính là cái thời cơ tốt để cho bạn tuổi tuất kết thúc cuộc sống chăn đơn gối chiếc với mình chưa hết đâu bạn tuổi tuất nhé bạn mệnh còn có nhiều cái sự may mắn về tài lộc trong tuần nữa chỉ tiếc là cái vận may chỉ nằm ở cái khoảng đầu tuần với bạn càng về cuối tuần thì tài khí càng xa sút kiếp tài ngáng trở khiến cho bạn tuổi tuất kiếm tiền có phần khó khăn hơn và với bạn tuổi tuất bạn cần phải chú ý trong cái việc chi tiêu để tránh hao hụt về tiền bạc Quân đường công danh sự nghiệp của bạn Tử Tuất trong tuần mới này lại đang có điểm báo gặp nhiều trở ngại, dường như vận may không đứng về phía của bạn về phương diện công danh sự nghiệp. Trong tuần, bạn mệnh phải gặp tỷ kim những quyết định mang tính chủ quan có thể khiến cho bạn Tử Tuất đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác, gây ra những cái hậu quả to lớn, khó lường đó. Xong, bạn mệnh tuổi Tuất cũng đừng quá lo lắng, bạn cần phải cố gắng giữ vững tâm lý, bình tĩnh đối mặt với mọi việc nữa bạn tuổi tuất nhé. Thái dương xuất hiện là cát tinh trợ mệnh cho bạn tuổi tuất có được quý nhân là nam mạng sắp tới, có khó khăn gì hãy nhờ cậy quý nhân gánh đỡ phần nào trị lối dẫn đường cho bạn tuổi tuất tìm thấy được quân đường thành công, tìm thấy được hướng đi cho mình nữa nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Hợi chua cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang có cái điểm báo sẽ gặp nhiều chuyện không may ngoài ý muốn xảy ra với mình. bạn tuổi hợi trong tuần mới này đang bị hung tinh là thái tuế điêu bám, hung vận nhiều hơn cát vận nhé. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi hợi trong tuần mới diện tín quá chi là nhanh, cuối cùng lại kết thúc trong nước mắt. Bạn mệnh trải qua những ngày vô cùng là mệt mỏi và đau khổ. Dường như những thứ đến nhanh có thì không được bền lâu, ít nhất là với bạn tuổi hợi. Có lẽ bạn mệnh tuổi hợi sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để tìm lại niềm tin trong tình yêu của mình. Trong khi đó, những người đã in bề ra thất dễ này sinh lục đục, vợ chồng thiếu đi cái sự thấu hiểu và chia sẻ cần thiết với nhau. Cũng may là với bà tuổi hợi trong tuần mới này, vận điên điêu bám, không trùm tất cả các phương diện cuộc sống của bạn, quân đường công danh, sự nghiệp của bạn tuổi hợi tuy chưa thực sự được khởi sắc, nhưng cũng đã có dấu hiệu đáng mừng khi mà bạn đang gặp được ấn quan kết hợp, giảm bớt những cái tác động tiêu cực của tiểu nhân thiên quan 6 gây ra nhé. Trong tuần mới này với bạn tuổi hợi, con đường tài lộc của bạn được vượng phát thực sự là cái điểm sáng của bạn tuổi hợi khi tiền bạc ùn ùn đổ về túi không đếm xỉa với bạn. Bạn mệnh tuổi hợi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa khi mà đang có được thực thần ở bên lộc trời cho không nhận thì quả thật là ổn phí bạn tuổi hợi nhé. Và với bà tuổi hợi, bạn đừng có để cho cơ hội ngay trước mắt mà vụt đi khỏi tầm tay của mình thì quả thật là đáng tiếc với bạn. Trên đây là toàn bộ tử vi chi tiết tuần mới của 12 con giáp từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Mong rằng những dự báo này sẽ giúp ích cho các bạn chuẩn bị hành trang đón tuần mới thật tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.